Xin chào tất cả các bạn, mình là Tôn Hưng. Hôm nay Hưng sẽ làm clip để giới thiệu cũng như là hướng dẫn các bạn cách lắp ráp một cái thùng CPU dành cho máy tính bàn một cách chi tiết và cụ thể nhất. Thì bước đầu tiên các bạn phải chuẩn bị cho mình một cái khay, hay còn gọi là một cái thùng đó. Nói về cái khay thì nó có rất là nhiều mẫu mã, từ đơn giản đến phức tạp. Tùy vào cái túi tiền của mình mà mình có thể chọn mẫu phù hợp. Hiện tại thì Hưng đang làm một cái lấy một cái thùng khá là đơn giản và cũng khá là ưa thích dành cho những bộ máy vi tính văn phòng, với thiết kế nhẹ, rẻ, xài cũng rất là bền. Thì tương ứng với mỗi cái khay thì nó sẽ có những cái linh kiện cũng như những cái con vít để mà cố định cái thiết bị điện tử sau này. Thì hiện tại thì Hưng đang làm trên cái thùng của Hưng, đó là mình tháo tất cả những cái con vít cũng như là nó cố định cái mặt, cái nắp trước và cái mặt sau của cái thùng, để sau, để lát nữa mình lắp nó dễ dàng hơn. Thì đồng hành với Hưng hôm nay là một bạn kỹ sư về máy tính đó, đã từng có 4 đến 5 năm du học ở bên Nhật về. Đó là bạn Phúc. Thì bạn này rất là ít nói và ngại lên hình, cho nên là Hưng không có quay cái mặt của bạn, chỉ coi cái tay và cái cách bạn lắp thôi. Thì bây giờ mình sẽ gắn cái nguồn vào. Thì tùy cái mỗi cái nguồn mà nó sẽ, cũng như là cái thùng mà nó có những cái cách gắn khác nhau. Cái thùng mà Hưng đang lắp á, thì nó sẽ gắn ở cái vị trí đó. Còn đối với những cái cây hay là những cái mẫu đẹp hơn thì nó sẽ có những cái vị trí riêng để lắp đó. Sau khi lắp vào thì các bạn chỉ cần cố định nó bằng những cái con vít lúc nãy mà các bạn tháo ra đó. Nó sẽ có tất cả những cái con vít cho mình lắp vào. Thì đối với cái thùng này thì nó sẽ có 4 con vít để cố định cái nguồn. Điện thì mình xài điện 220 thôi, cứ xài điện gia đình bình thường thôi đó. Nhớ là bạn kỹ siết chặt để tránh cái trường hợp lỏng lẻo hoặc là rơi rớt trong quá trình sử dụng đó. Bây giờ là con ốc cuối cùng để cố định cái nguồn này. Mấy cái này nó có 4 con đó. Cứ vặn sao cho nó cứng là được. Rồi sau khi bạn xong thì các bạn lòn cái đống dây này lui sau, hoặc là làm sao đó để cho nó gọn gàng nhất có thể. Các bạn có thể buộc nó bằng những sợi dây gút hoặc là những cái linh kiện nào mà trông cho nó chặt chẽ và nó không có kiểu nó lụm thuộm á. Tiếp đến thì mình sẽ gắn cái men. Nói về cái man dành cho máy tính thì nó có rất nhiều loại man. Cái này tùy sở thích cũng như là tùy cấu hình, hoặc là tùy cái khả năng của mình. Mình muốn máy mình như thế nào thì mình chọn cái man phù hợp. Hiện tại thì Hưng đang lắp cái man cho máy văn phòng bình thường thôi, cho nên cũng không cần phải nói là nó quá mạnh mẽ. Chỉ cần nó xài nhanh và bền là được. Thì trong man thì nó sẽ có những cái linh kiện đi kèm, cũng là ốc vít vậy đó. Rồi bây giờ mình sẽ gắn cái con CPU của trong man. Nó là gọi là cái con nó kêu là CPU đi đó. Các bạn để ý cái dấu mũi tên trong cái CPU á, nó sẽ ứng với là cái dấu mũi tên trên man. Các bạn gài vô rồi các bạn đẩy xuống, rồi các bạn khóa nó lại đó bằng cái gạt đó, gạt nó qua là xong cái man. Rồi tiếp đến là cái fan này, gọi là cái fan CPU đó. Đối với những dòng máy tính bình thường thì mình chỉ cần cái fan này là đủ rồi. Còn các bạn mà muốn cầu kỳ kiểu cách, hay là muốn nó trông nó lộng lẫy hơn, thì mình có thể đặt thêm những cái fan tản nhiệt, fan đèn led hay là gì đó, đủ loại đủ màu sắc. Quan trọng là cái nhu cầu cũng như là cái túi tiền của mình thôi đó. Các bạn gắn cái fan vào gắn ứng 4 cái chân, rồi nó sẽ có một cái, rồi bạn gắn cái nguồn cho cái fan. Nhớ là sắp xếp sao cho dây cho nó gọn gàng là được. Rồi tiếp đến là các bạn gắn cái thanh RAM vô trong cái main. Cái RAM mà Hưng đang gắn nó là RAM 8GB DDR4 thì vậy, anh nhớ là vậy đó, gắn vô ứng dụng ngay cái cạch cạch là được. Rồi bắt đầu bây giờ mình sẽ gắn cái main vào cái thùng. Thì giống như nãy giờ Hưng nói đó, ứng với một cái thùng thì nó sẽ có những cái vị trí và những cái cách gắn khác nhau. Giống như cái thùng mà Hưng đang làm á, thì gắn khá đơn giản, khá dễ dàng. Còn cái nắp này á, nó là cái gọi là cái khay che cái main, cũng như là nó nằm đại khái nó nằm ở phía mặt sau á, cái chỗ mà các bạn hay cắm tai nghe hay là dây mạng hay là chuột máy tính đó, nó là cái nắp đậy ở phía sau đó. Bây giờ mình chỉ cần đậy cái nắp này lại rồi đặt cái main vô. Trước khi đặt cái main thì dưới cái main nó sẽ có 6 cái chân đế để mà cố định cái main, dùng để mà sau này mình vặn vít vô cho nó cứng cái main lại vô trong cái thùng. Hình như câu từ nói nó hơi lủng củng thì phải, nhưng mà không sao, miễn hiểu là được ha. Đó, mời các bạn gắn 6 cái chân đế vô trước, dùng cái tua vít gắn nó vô. Nó hơi mất thời gian xíu nhưng mà kệ, chỉ khó xem để sau này các bạn có thể tự build cho mình một cái thùng CPU yêu thích mà không cần phải qua bên thứ ba hoặc là công ty dịch vụ. Hiện tại cái thùng này nó, cái main này nó có 6 cái chân để mà cố định cái main vô cái thùng. Sau khi mà vặn 6 cái chân xong thì các bạn đặt cái main lên. Còn thứ 5 rồi, còn thêm 2 con nữa. Sau khi mà gắn 6 cái chân để mà cố định cái main xong thì các bạn chỉ cần đặt cái main lên trên và dùng 6 con vít để mà cố định nó lại là được. Đấy, bằng Phúc bằng lắp gần xong rồi đó. Đó, bây giờ mình đặt cái main vô rồi mình bây giờ mình bắt đầu siết 6 con vít vô cho cái main để cố định cái main vô trong cái thùng. Đó, bây giờ mình sẽ siết, cố gắng siết chặt nha các bạn, siết chặt để tránh trường hợp mà nó bị rung lắc khi mà các bạn di chuyển. Đó, cố gắng siết chặt, siết đúng giùm mình. Đó, tay thợ lành nghề lắp có khác à, vặn rồi bỏ vít đồ rất là chuyên nghiệp. Đó, nãy giờ là mới được 2 con thôi đó, còn thêm 4 con nữa. Tùy cái main nha, tùy cái main nó sẽ có những cái con vít cũng như là cách cố định khác nhau. Rồi nó còn tùy vào cái thùng nữa, nó sẽ có những cái vị trí để mình lắp khác nhau. Đây, còn 2 con nữa thôi là xong cái main rồi. Sau khi mà gắn xong cái tua vít, gắn xong những cái con vít để mà cố định cái main xong á, thì các bạn bắt đầu đấu dây. Đấu dây, để chút nữa hơn sẽ dẫn các bạn cách đấu dây cho. Đây, để chờ hơn chút. Xong rồi, còn thêm con này nữa là xong rồi, bạn thêm con vít này là xong rồi. Đó, thì cái này là cái nguồn của cái CPU này, nguồn CPU đó. Các bạn để sao cho nó gọn sợi dây vào là được. Muốn đẹp thì mua những sợi dây gút rồi gút nó lại gọn cái mặt phía bên kia là nó ok. Còn cái này là cái nguồn cho cái man gắn vô. Để ý những cái đầu cũng như là cái khớp để khắn vô nó không có bị trật cũng như là bị gãy. Rồi tiếp theo bên này nó sẽ là những cái đại khái là những cái cáp của cái như đây này là cái audio này, cái cáp audio đi đó. Thì các bạn chỉ cần để ý kỹ một chút thôi thì trên men nó sẽ có cái hướng dẫn, các bạn nhìn thẳng xuống dưới nó sẽ có một hướng dẫn, đó là những cái chỗ để gắn audio. Các bạn nhìn ở trong cái men là các bạn thấy nó có những cái ký tự đó. Còn cái này là cái cáp USB, cổng USB đây này, nó nằm ở phía đây này, nó sẽ có trên men nó sẽ có cái chữ USB luôn. Rồi các bạn gắn nó vô. Rồi tiếp theo sẽ là 4-5 cái gọi là giống như là đây 4-5 cái sợi, nó giống như là cái sợi reset cotter hay là sợi power switch hay là sợi hot gì đó. Thì các bạn dòm ở trên cái men á, các bạn sẽ thấy cái thứ tự lắp. Giống như là bạn Phúc bạn đang chỉ tay đây này, cái chỗ lắp này cũng như là cái vị trí này, vị trí thì nó nằm trên màn nằm ở phía trên này này, nó sẽ có hướng dẫn luôn, chỉ cần các bạn để ý một chút thôi, các bạn chỉ cần lắp đúng là được đó. Đó thì set router dở rồi, sau đó mình gắn vô thôi, mình gắn theo thứ tự trên cái màn hướng dẫn là được, từ trên xuống, từ trái hay là từ phải qua. Sau khi các bạn gắn xong thì nó sẽ tới cái phần cũng khá là quan trọng, đó là cái phần ổ cứng. Cái ổ cứng mà Hưng chuẩn bị gắn nó là ổ cứng SSD 256GB. Chờ xíu bạn Phúc bạn lắp xong rồi dạy giờ cái cách lắp cái ổ cứng vô trong cái thùng. Chọn 2 cộng nữa thôi. Đây cổng cuối cùng. Gắn cổng cuối cùng này xong thì mình sẽ tiếp tục qua mình gắn cái ổ cứng. Đó, nhớ là những cái chi tiết nhỏ này thì mình để ý một chút để gắn nó không có bị trật cũng như là nó bị gãy nha anh em. Ấn vừa phải rồi rồi xong. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình lắp cái ổ cứng. Thì tùy vào mỗi cái thùng mà nó sẽ có những cái vị trí lắp ổ cứng khác nhau. Giống như thùng này thì mình sẽ lắp cái ổ cứng vô cũng gần đó thôi. Rồi sau đó mình cố định bằng những con vít. Ở đó nó có sẵn, 4 cái con vít đó. Mình gắn thẳng vô luôn, cái mình bắt cứng vô cho cái ổ cứng nó nằm trên đó luôn. Nó có sẵn 4 cái chân trỏng rồi đó, bây giờ mình bắt vít vô thôi. Đó, 1, 2, 3, 4. Cái này là ổ cứng SSD 256GB nha cả nhà. 256, 2240 đâu không nhớ, nhưng mà chắc là 256. Rồi, sau đó các bạn bắt cứng nó vô trong thôi, bắt chết nó. Đó, mặt sau nó có 4 cái lỗ đó, các bạn xiết nó lại. Nhớ xiết cứng giùm mình. Đó. Rồi. Bên này còn 2 cái nữa. Các bạn chỉ cần xiết chặt vào là nó cứng ngắc à. Rồi sau đó là mình sẽ tiếp tục mình nó sẽ có một cái sợi dây SATA kiểu như là sợi dây để truyền dữ liệu á, truyền dữ liệu từ cái ổ cứng vô cái main á, nó nói vậy đi cho nó dễ. Nó gọi là cái dây SATA. Để chút nữa bạn lắp xong rồi bạn sẽ chỉ các bạn cách gắn cái dây SATA vô cái main. Đây này. Cái này là nguồn, cái nguồn để cắm vô cái ổ cứng nha. Đó, còn đó, đây là cái dây SATA này để truyền dữ liệu này từ cái ổ cứng vô cái, đại khái là cái dây truyền dữ liệu đó. Nó một cái nó sẽ gắn vô cái man, cái đầu còn lại nó sẽ gắn vô cái ổ cứng, nó có cái vị trí đó. Bạn chỉ cần dòm kỹ trên cái man các bạn sẽ thấy à. Đó. Sau khi mà gắn xong, gắn kỹ xong, các bạn muốn đẹp muốn gọn thì các bạn chỉ cần cố định nó lại bằng những sợi dây cúc phía mặt bên kia đó, đó cái góc này này. Đó, các bạn muốn cố định thì các bạn chỉ gắn lại. Rồi sau đó các bạn cứ đẩy nắp thùng lại thôi. Cái thùng mà Hưng đang xài thì nó khá dễ dàng để mà đẩy lại. Đẩy lại rồi vặn hàng vít, rồi cố định hàng vít bên kia nữa là xong. Sau khi mà đẩy xong thì các bạn có thể đem nó vào trong cắm nguồn cũng như kết nối nó với màn hình để mà tiến hành cái bước tiếp theo, đó là cái bước cài Windows cũng như là cài những cái phần mềm văn phòng thông dụng cho con CPU này. Thì các bạn đã có thể sử dụng được rồi. Đó, xíu nữa hơn sẽ bưng nó vô trong để mà gắn test cho các bạn xem luôn. Đó, sau khi gắn 4 con ốc của hai cái nắp xong thì các bạn đem nó vô trong mà các bạn cắm nguồn cho nó thôi. Rồi sau đó các bạn mở lên thì lúc đó màn hình nó sẽ sáng lên và mình sẽ tiến hành cái bước tiếp theo, đó là cái bước cài Windows cho con máy in này cũng như là những cái phần mềm đó.